Mình đang thử nghiệm camera ảnh nhiệt tại khu vực cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh để cùng lúc có thể đo thân nhiệt cho nhiều người, hỗ trợ công tác kiểm tra y tế cũng như là giảm ùn tắc giao thông. Phóng viên Quách Hằng có mặt tại chốt cửa ngõ từ Đồng Nai vào thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông tin chi tiết. Với cách đo thân nhiệt cũ thì quý vị có thể nhìn thấy là